Đây là video liên quan đến các phó từ trong tiếng Hàn mà thường dùng xuất hiện nhiều nhất trong đề thi ha. Nên là anh Hà chia sẻ cho mọi người. Thì cái phần này thì mọi người chỉ việc là đọc thôi nhé. Tự đọc cái phần này lên. Nên Hà chỉ chiếu cho mọi người là luyện tập đọc nha. Đọc cho nhớ từ.
Video này thì chủ yếu là để cho mọi người tự luyện đọc để cho giọng của mình mềm ra ha. Nên là anh Hai hy vọng là mọi người sẽ đọc tốt và không có giọng của anh Hai trong này. Tại vì việc học á là có rất là nhiều người người ta chỉ bật thụ động nhiều quá nên dẫn đến là không có luyện đọc giọng của mình. Mà giọng muốn giọng đọc tốt thì mọi người cần phải luyện đọc nhiều, đọc to ra thì mới nhớ được từ ha. Thì đây là cái chuỗi những cái phó từ mà nó thường xuất hiện nhất trong các đề thi. Anh Hà có tổng hợp lại tầm 30 mấy từ thì giúp cho mọi người ôn đi ôn lại và ráng đọc hoặc là viết, luyện viết chăm chỉ nhé. Thì mình sẽ thuộc những cái từ này nha. Chúc mọi người học tốt và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.